Hôm nay thì anh Ánh rất là vui vì anh Ánh vừa mới bán được đôi giày Adidas Chi Chi Push và Chu. Nhưng mà có một đứa nó không có vui. Đó là đứa này đây. Đó. Nhân vật kinh dị còn sót lại duy nhất sau đêm Halloween. Sáng giờ nói chuyện không thèm trả lời luôn. Anh. Anh. Giọng nói chuyện không phải không? Cho tiền nè. Cho tiền mua bắp của chị nha. Không. Không thích bắp của chị hả? Cho tiền mua mắt kính Louis Vuitton nha. Không. Vậy thôi mua đôi giày này nha. Không. Hay là mua iPhone X Max đi. Không. Bây giờ muốn cái gì? Tiền nè. Bán giày của đâu? Thì bán đi, nhưng đâu có đi đâu, để làm gì? Để đâu, để đâu. Mày không mà để là bụi bặm lum la. Dạ sao? Mày nằm đó luôn phải không? Dậy đi, người ta kêu đi làm rồi kia. Không. Quyết định nằm luôn vậy? Thôi, nằm đó đi. Lát hồi lại ăn cái biên bản gánh chịu nha. La. Còn gì bán luôn. Ngồi đó mà la.